Lúc này, trên sàn đấu đổ nát, Tuyệt Đỉnh đứng chắn trước mặt Mộ Dung Hân. Bóng lưng thẳng tắp lúc này còn vĩ đại hơn cả núi cao. Địa Ngục U Minh Sói đứng sừng sững bên cạnh Tuyệt Đỉnh, toàn thân tỏa ra khí tức đỏ đen. Cô khí tức này là ma lực. Tuyệt Đỉnh, hắc mã mạnh nhất trong giải đấu siêu tân tinh năm nay, cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện rồi, chật chật. Nhìn Địa Ngục U Minh Sói này đi, thế trận này, ánh mắt này, thật sự là bá khí ngút trời. Tuyệt Đỉnh đột nhiên xuất hiện, đã phá hỏng kế hoạch của Tạ Di An. Tạ Di An vốn định nhân cơ hội này hủy đi vương giả huyết rơi của Mộ Dung Hân, cũng chính là sự xuất hiện của Tuyệt Đỉnh khiến trong mắt Tạ Di An hiện lên một tia cảnh giác. Tên này rốt cuộc là người phương nào? Ngọc thú này vậy mà có thể dễ dàng chống đỡ Lang Ma Pháo Hống. Lúc này Tuyệt Đỉnh đỡ Mộ Dung Hân dậy, đầy mắt lo lắng và đau lòng. Tóc vàng, em không sao chứ? Ta không sao, chỉ là linh lực cạn kiệt thôi. Tuyệt Đỉnh nhìn Mộ Dung Hân đầy mồ hôi, cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Tiếp đó lại nhìn về phía trọng tài. Trận đấu vốn nên đã phải kết thúc, tên trọng tài chó trước nhà ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Theo quy tắc thi đấu, một khi linh lực của một trong hai bên tuyển thủ cạn kiệt thì sẽ bị coi là thua cuộc. Ngươi thân là trọng tài, vừa rồi đáng lẽ phải thổi còi kết thúc trận đấu từ lâu rồi, tại sao lại chậm chạp không thổi? Lời vừa dứt khiến khán giả có mặt cũng phẫn nộ. Đúng vậy, Tuyệt Đỉnh nói không sai, theo quy tắc thi đấu, trọng tài đáng lẽ phải thổi còi kết thúc trận đấu từ sớm rồi, chậm chạp không thổi còi rốt cuộc là có ý gì vậy? Đồ chó. Khán giả lập tức dậy sóng. Lúc này khán đài bốn phía như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, trên khán đài, Tạ Trung không ngồi yên được nữa. Các vị khán giả, xin hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, vì trọng tài đã không làm tròn trách nhiệm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc hắn ta. Người đâu, lôi tên trọng tài vô lương tâm này xuống, cầm hắn ta làm nghề trọng tài cả đời. Nhân viên trên sàn đấu lập tức quả lên, mang tên trọng tài nước mắt lưng tròng kéo đi. Dưới sàn đấu, Mộ Dung Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên trọng tài này chỉ là kẻ thế mạng mà thôi, hắn ta là sợ thế lực của Tạ gia nên mới chậm chạp không dám thổi còi. Nếu không phải Tuyệt Đỉnh kịp thời xuất hiện, hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Ngọc thú hệ vong linh vương giả huyết rơi trăm năm khó gặp này, sợ rằng sẽ bị Tạ Di An phế bỏ. Lúc này, dưới sự sắp xếp của ban tổ chức, trọng tài mới đã xuất hiện. Các vị khán giả thân mến, tôi là trọng tài mới của trận đấu này, cũng là anh em sinh đôi với trọng tài vừa rồi. Trận đấu tiếp theo sẽ do tôi đảm bảo công bằng. Tôi tuyên bố trận đấu thứ hai kết thúc. Người chiến thắng là người bảo vệ sàn đấu, Tạ Di An. Tạ Di An giành chiến thắng, có nghĩa là Thanh Long Học Viện đã liên tiếp tham gia hai trận thua. Trước khi rời sân, Mộ Dung Hân đột nhiên kéo Tuyệt Đỉnh lại. Tên Tạ Di An kia có gì đó không đúng, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Hắn ta dường như có thể nhìn thấu mọi ý đồ của ta. Lời nhắc nhở của Mộ Dung Hân, Tuyệt Đỉnh trong lòng rất rõ ràng. Tạ Di An vừa rồi có thể xoay chuyển cục diện là dựa vào đôi mắt thú đồng của gia tộc di truyền. Nếu không thì bây giờ còn chưa đến lượt hắn ta lên sân đấu. Nhưng chuyện liên quan đến thú đồng, Tuyệt Đỉnh cũng chỉ có thể coi như bí mật. Nếu đứng ra vạch trần, nhất định hắn sẽ trở thành mục tiêu bị chú ý, đối với hắn chắc chắn sẽ không có lợi. Ta biết rồi, Dương huynh đệ, huynh chăm sóc tóc vàng cẩn thận. À đúng rồi, trong ba lô của ta có dầu hoa hồng, bôi lên mắt cá chân cho tóc vàng sẽ giảm đau rất tốt. Yên tâm đi, người hãy dồn hết tâm trí vào trận đấu, ta sẽ chăm sóc em gái của mình thật tốt. Sau khi anh em Mộ Dung rời đi, trận đấu thứ ba chính thức bắt đầu. Bên bảo vệ sàn đấu, Chu Tức Học Viện, tuyển thủ Tạ Di An. Bên tấn công, Thanh Long Học Viện, tuyển thủ Tuyệt Đỉnh. Trận đấu sắp bắt đầu, mời hai bên tuyển thủ chuẩn bị. Lúc này, một nhân viên vội vàng bước lên sàn đấu, đưa cho Tạ Di An một viên thuốc. Theo quy tắc thi đấu, nếu liên tục đánh bại hai đối thủ sẽ nhận được một viên hồi linh đan. Sau khi dùng hồi linh đan, linh lực đã tiêu hao trước đó của Tạ Di An sẽ khôi phục được 7-8 phần, không khác gì thời kỳ đỉnh phong. Khán giả xem truyền hình thân mến, trận đấu mà các bạn đang theo dõi có thể là trận đấu cuối cùng của giải đấu siêu tân tinh năm nay. Bên phía Thanh Long Học Viện, sau khi liên tiếp mất đi Mộ Dung Dương và Mộ Dung Hân, hiện tại chỉ còn lại Tuyệt Đỉnh. Nhìn sang bên Chu Tước Học Viện, Tạ Di An đã thắng liên tiếp hai trận. Dưới khán đài còn có Tạ Liên và Đông Phương Tình. Dựa theo kinh nghiệm làm MC nhiều năm của tôi, khả năng lật ngược tình thế của Thanh Long Học Viện là rất thấp. Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, mà dưới sàn đấu, trên mặt Tạ Liên tràn đầy vẻ thất vọng và tiếc nuối. Nếu không phải tên Tuyệt Đỉnh khốn khiếp này xuất hiện, ca của ta đã có thể phế bỏ tên con à kia rồi. Lúc này, ánh mắt Tạ Liên rơi trên người Tuyệt Đỉnh, ánh mắt của cô càng thêm phần căm hận. Cho dù ngươi là hắc mã mạnh nhất của giải siêu tân tinh năm nay thì sao chứ? Gặp phải ca của ta, ngươi chắc chắn cũng chỉ có nước quỳ xuống cầu xin tha thứ thôi. Trong mắt Tạ Liên, ca của cô, Tạ Di An, chính là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, không ai sánh bằng. Hừ, ca, hãy dạy dỗ hắn ta thật tốt. Lúc này, Tuyệt Đỉnh liếc mắt nhìn thấy Tạ Liên dưới khán đài, sau đó nhìn thẳng vào Tạ Di An trước mặt. Theo quy tắc thi đấu, trước khi trận đấu bắt đầu, để thể hiện sự hữu hảo, hai bên sẽ đến giữa sàn đấu bắt tay chào hỏi. Tuyệt Đỉnh và Tạ Di An bắt tay nhau. Dưới ống kính, hai gã nam tử đẹp trai khiến biết bao thiếu nữ say đắm mê mẩn. Tạ Di An hạ giọng, Tuyệt Đỉnh, nếu ngươi chủ động nhận thua thì ngọc thú của ngươi sẽ ít phải chịu khổ một chút, nếu không thì... Tạ Di An không nói hết lời, nhưng trong đôi mắt của hắn, thú đồng đã sáng lên hàn xương kim mang. Còn Tuyệt Đỉnh trực tiếp mở ra mắt ma thần, ánh mắt cậu như sao trời, trong nháy mắt xuyên thủng linh hồn của Tạ Di An. Ánh mắt của tên này làm sao đáng sợ như vậy?